Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, sơ tổng kết một số chuyên đề và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Đại hội thi đua yêu nước huyện Quản Bạ lần thứ 4 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Đảng ủy quân sự tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, hội đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương quán triệt triển khai thực hiện toàn diện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 6, tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, sơ tổng kết một số chuyên đề và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban đảng trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các đoàn thể chính trị xã hội và thường trực các huyện, thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và phân tích làm rõ thêm những vấn đề quan trọng mà hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã thông qua, như phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Báo cáo tổng kết chỉ thị 30 của Bộ Chính trị khóa 8 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 290 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Thông qua việc học tập, quán triệt, giúp cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Từ đó vận dụng, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: những nội dung mà hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua là những vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, việc tổ chức học tập nghị quyết cần được triển khai kịp thời, nhanh gọn, hiệu quả, gắn với liên hệ trách nhiệm của các đảng bộ địa phương, đơn vị, nhất là quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16 trong thời gian tới. Trong đó, để thực hiện tốt kế hoạch số 216 của tỉnh ủy về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương, chỉ thị số 42 của Ban Bí thư, nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: trong thời gian tới, tôi đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tự thực hiện chương trình hành động của mình để thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ. Trong đó đặc biệt quan trọng là phân tích, đánh giá, cung cấp thông tin, bỏ phiếu kín khi quyết định vấn đề cán bộ, các vấn đề hệ trọng như đối ngoại, quốc phòng và các dự án lớn cần phải được bỏ phiếu kín, tinh thần tập thể. Cần nâng cao tinh thần của người dân trong quản lý xã hội. Người dân thể hiện quyền dân chủ của mình trong việc tích cực tham gia quản lý xã hội, quản lý bằng đấu tranh, quản lý bằng phê phán cái xấu, cái tiêu cực, quản lý bằng cách ủng hộ cái mới, tích cực, nhân tố điển hình trong phong trào công tác xã hội. Về thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, việc tinh giản biên chế lần này là một quyết tâm chính trị của Đảng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Một mặt nâng cao chất lượng công vụ, mặt khác phải tinh giản biên chế để quyền lợi và trách nhiệm của công chức viên chức đều được nâng lên. Tôi đề nghị lãnh đạo cấp ủy chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai đề án tiêu chí việc làm trên địa bàn toàn tỉnh. Ngành chuyên môn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quản lý biên chế, công tác tuyển dụng để nhằm thực hiện cho được
tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh ta. Cần thực hiện nghiêm túc việc nhất thể hóa các chức danh không chuyên trách ở cấp xã và thôn bản, quản lý biên chế nghiêm ngặt gắn với thực hiện đề án trí thức trẻ của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích phát triển lao động trong các lĩnh vực khác, vừa tạo việc làm, vừa phục vụ và quản lý xã hội tích cực hơn và hiệu quả hơn. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị các sở ban ngành, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc sau hội nghị học tập quán triệt tại tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu bổ sung thêm kiến thức qua các tài liệu và tiến hành liên hệ trong thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để hiểu và nhận thức đầy đủ hơn về nghị quyết, từ đó vận dụng vào công việc trong từng lĩnh vực công tác của mình và cơ quan đơn vị một cách thiết thực và có hiệu quả. Ngay sau khi kết thúc hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Dự hội nghị có các đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, quán triệt phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu, kỷ luật nghiêm minh, có tính đảng cao, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, có uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Về quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Trung ương đã quy định khâu giới thiệu của các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và giới thiệu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương. Việc giới thiệu nhân sự nói chung phải trên cơ sở quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị các đại biểu căn cứ thực tiễn quá trình công tác, năng lực của từng đồng chí trong quy hoạch, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn để giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tiếp đó, các đại biểu cán bộ chủ chốt của tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 22 tháng 6, tại thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn với 5 ngôi nhà bị cháy. 5 ngôi nhà bị cháy là nhà của ông Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Tho, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thanh Bình. Nhận được tin, lãnh đạo thành phố Hà Giang đã chỉ đạo các lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an, bộ đội, dân quân địa phương tới hiện trường để dập tắt vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, do 5 ngôi nhà đều là nhà sàn làm bằng gỗ và vật liệu dễ cháy nên khi các lực lượng chữa cháy đến nơi, cả 5 ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người. Theo thông tin của người dân cho biết thì ngọn lửa bốc cháy từ nhà Nguyễn Văn Thọ rồi liên tiếp cháy sang các hộ liền kề. Cũng ngay sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý và lãnh đạo thành phố Hà Giang đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 5 gia đình bị hỏa hoạn, mỗi hộ 5 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhanh các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ để các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, lao động và sản xuất. Hiện nay, các cơ quan chức năng đã lập biên bản và đang xác định nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Ủy ban Nhân dân huyện Quản Bạ vừa tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư giai đoạn 2010-2015 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng 151 đại biểu đại diện cho các đơn vị cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn. Trong 5 năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Quản Bạ đã có nhiều chủ trương biện pháp tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra. Từ phong trào thi đua này đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả như
mô hình VAC của hộ gia đình ông Tráng Thìn Lù, thôn Thanh Long, xã Thanh Vân. Mô hình chăn nuôi lợn thịt và lợn nái sinh sản gắn với bếp bioga của ông Sơn Sài Huấn, thôn Cốc Bục, xã Nghĩa Thuận. Mô hình trồng hồng không hạt của ông Vương Trung Hùng, thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận. Mô hình trồng cây dược liệu tại thôn Bó Lách, xã Quyết Tiến. Trong xây dựng nông thôn mới, đã phát huy được nội lực của nhân dân với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, sự nghiệp giáo dục và đào tạo có chuyển biến rõ rệt về quy mô và chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng và nâng cao, công tác an sinh xã hội, lao động và việc làm được quan tâm và đảm bảo. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương ghi nhận những kết quả của Đảng bộ chính quyền nhân dân huyện Quản Bạ. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Quản Bạ cần tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua khen thưởng, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện các gương điển hình. Mỗi chi bộ, mỗi đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn phong trào thi đua với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện theo 8 lời Bác căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2015, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhân dịp này, đã có 55 tập thể và 157 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. Ngày 22 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh năm 2015. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, số người nhiễm HIV lũy tích trên địa bàn tỉnh tính đến hết năm 2014 là trên 1.700 người. Số người nhiễm HIV còn sống là gần 1.300 người. Có 813 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 310 trường hợp tử vong do HIV/AIDS. Hiện nay, 11 trên 11 huyện thành phố đều có người nhiễm HIV/AIDS. Với mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư xuống dưới 0,25% trong năm 2015 và giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch của tỉnh sẽ tập trung kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, thực hiện các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Y tế Quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Chương trình phòng chống HIV/AIDS của tỉnh và các dự án quốc tế tài trợ như dự án về thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS, giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone. Trên cơ sở nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2009-2014, giai đoạn 2015-2020, ước tổng số nhu cầu kinh phí cho công tác phòng chống HIV/AIDS là trên 71,9 tỷ đồng. Trong đó, số kinh phí có khả năng huy động được từ các nguồn là trên 63 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 87% kinh phí hoạt động. Do vậy, để đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định cần đảm bảo ngân sách nhà nước tăng hàng năm nhằm bù đắp số kinh phí thiếu hụt, củng cố và phát triển quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV, tăng kinh phí từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, tăng cường huy động kinh phí từ các dự án quốc tế, đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động theo các quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2010-2015, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của địa phương. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân khu 2 và Tỉnh ủy Hà Giang, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố và Đảng bộ chi bộ cơ sở trực thuộc vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, hội đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương, quán triệt triển khai thực hiện toàn diện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Nổi bật là đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục đi vào chiều sâu. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng, nắm, dự báo, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai,
tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Thì trong nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt được một số cái kết quả rất là quan trọng. Trước hết là lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị để bảo đảm cho cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thứ hai là chúng tôi tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, mà trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, bước đầu đạt kết quả rất là tốt. Thứ ba là chúng tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác huấn luyện, xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng vũ trang tỉnh, bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Là một đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng bộ Trung đoàn 877 đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ đã đề ra. Nổi bật là nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, đăng ký quản lý và tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đúng quy định, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, qua đó hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Đảm nhiệm thực hiện cơ động các nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao cho, thì đối với Trung đoàn 877 chúng tôi là hàng năm thì thường xuyên là tham gia các cái nhiệm vụ, một như là tham gia phòng chống lụt bão thiên tai trong toàn tỉnh. Thì năm 2013 thì chúng tôi tham gia phòng chống thiên tai, khắc phục cái hậu quả đường sạt đường ở xã Tân Thành. Năm 2014 thì chúng tôi cũng tham gia cái phòng chống giải tỏa lụt bão ở thành phố Hà Giang. Còn thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng thì năm 2014 chúng tôi tham gia cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia chữa cháy rừng ở xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang. Còn về cái nhiệm vụ thực hiện cái nhiệm vụ tham gia xây dựng thôn nông thôn mới thì năm 2013 thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao cho Trung đoàn 877 thì chúng tôi cũng đã tham gia xây dựng nông thôn mới ở xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chủ động đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm, nhận định, đánh giá chính xác tình hình, tham mưu xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, nâng cao trình độ, khả năng, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng lực lượng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Trong cái nhiệm kỳ tới này, thì bên cạnh cái nhiệm vụ chính trị trung tâm, thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng vũ trang huyện, ban chỉ huy quân sự các huyện, các đơn vị trực thuộc và đặc biệt là đoàn kinh tế quốc phòng 313 thì tiếp tục thực hiện các cái chương trình, tham gia các cái chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương, cũng như là chương trình quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, rồi quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng để góp phần vào cái ổn định an ninh chính trị, ổn định an sinh xã hội để bảo đảm cái môi trường hòa bình ổn định cho tỉnh Hà Giang phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Những ngày này tại các chi đảng bộ trực thuộc của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, mỗi cán bộ chiến sĩ đều đang thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất để toàn Đảng bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tự tin bước vào Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ còn ít ngày nữa là Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức được diễn ra. Để đảm bảo công tác trang trí khánh tiết phục vụ đại hội, huyện Yên Minh đã treo hàng trăm pano, khẩu hiệu lớn nhỏ để tuyên truyền cho đại hội. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Yên Minh phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã tiến hành khảo sát và bố trí treo được hơn 250 pano lớn nhỏ, 80 chiếc cờ đuôi neo in khẩu hiệu đại hội, 25 chiếc băng rôn tại trung tâm huyện và các xã Na Khê, Lao Và Trải, Hữu Vinh, Mậu Duệ. Hàng trăm cờ hồng được cắm xung quanh trung tâm hội nghị. Đặc biệt là huyện đã bố trí 5 cụm pano lớn có nội dung 8 lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người lên thăm Hà Giang năm 1961
và khẩu hiệu đại hội được treo trang trọng tại khu vực trung tâm huyện, đảm bảo tính tuyên truyền, trở thành lời kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn huyện Yên Minh phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an Nhân dân. Mới đây, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức chung kết hội thi Bí thư chi đoàn giỏi cấp tỉnh năm 2015 với sự tham gia của 6 thí sinh được tuyển chọn từ 27 chi đoàn cơ sở. Trong thời gian một ngày, 6 thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi gồm phần thi kiến thức, phần thi thuyết trình, xử lý tình huống và thi năng khiếu. Nội dung các phần thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức đoàn trong Công an Nhân dân, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bí thư chi đoàn, kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Hà Giang. Tại mỗi phần thi, ban giám khảo chấm điểm trực tiếp bằng phiếu kín, đồng thời đưa ra các tình huống cụ thể để các đội thi nêu lên cách giải quyết gắn với tình hình hoạt động thực tiễn của lực lượng công an xã tại địa phương. Qua các nội dung thi trong vòng chung kết hôm nay thì có thể nói rằng là các thí sinh đã nghiêm túc luyện tập, tinh thần trách nhiệm, trăn trở với các phần thi để làm sao xây dựng được các nội dung luyện tập và đáp án cho chính xác nhất. Cuộc thi đã đem lại cho các thí sinh, các cán bộ đoàn và toàn thể đoàn viên một cơ hội được học tập, giao lưu với nhau và từ đó nâng cao cái kiến thức và năng lực hoạt động ở cơ sở của từng cán bộ đoàn. Các thí sinh được tham dự vòng thi chung kết đều là những gương mặt tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, thực hiện hoạt động đoàn cơ sở. Thông qua hội thi, ban tổ chức đã đánh giá được kiến thức, hiểu biết pháp luật, năng lực lãnh chỉ đạo và kỹ năng giải quyết vụ việc của bí thư chi đoàn trong lực lượng công an tỉnh. Kết thúc hội thi, Trung úy Lê Quang Tiếp, Phó bí thư chi đoàn kỹ thuật hình sự đạt giải nhất. Giải nhì thuộc về Thượng úy Bùi Đình Tiến, bí thư chi đoàn an ninh chính trị nội bộ. Đây là một phong trào quần chúng, là nơi được gặp mặt nhau và giao lưu. Đó là mình được khẳng định, đầu tiên là khẳng định mình. Thứ hai có nghĩa là cái kiến thức về đoàn cũng như là các cái phần nghiệp vụ đoàn là mình cũng đã có những cái kiến thức rất là tốt. Và đặc biệt hơn, chính trong những hội thi này, tinh thần đoàn kết, được học tập và đặc biệt là truyền đạt được cái sức trẻ của mình đối với tất cả mọi người trong hội trường và trong hội thi. Đó là một điều thực sự là rất là hạnh phúc và tuyệt vời. Về kinh nghiệm mà khi chúng tôi thu hoạch được ở đây thì đó là những cái kiến thức. Thì khi chúng tôi trở về chi đoàn ấy, nhất định là chúng tôi sẽ đem những cái mô hình rồi những kiến thức của mình đã được học tập ở đây để áp dụng vào cái hoạt động của chi đoàn mình, làm sao mà đóng góp cho chi đoàn mình ngày càng phát triển mạnh mẽ, cũng như là đóng góp vào một phần để thúc đẩy sự phong trào đoàn của Công an tỉnh Hà Giang. Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi là dịp để phát triển, củng cố lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đồng thời phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng công an nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Từ đó tuyển chọn ra những bí thư chi đoàn ưu tú xuất sắc nhất để tham dự hội thi Bí thư chi đoàn giỏi cấp tỉnh do tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức. Trong các ngày từ 22 đến 26 tháng 6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm 2 chăm sóc trẻ em khuyết tật Hà Lan phối hợp với Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bác sĩ tình nguyện đến từ một số bệnh viện lớn của Trung ương tổ chức phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo, người dân tộc thiểu số bị dị tật, không có điều kiện chữa trị. Theo đó, các bác sĩ tiến hành khám và phẫu thuật miễn phí cho khoảng gần 100 trẻ em dưới 16 tuổi bị dị tật bẩm sinh về răng, hàm, mặt, tai, mũi, họng, hở hàm ếch, dị tật vận động về di chứng sẹo bỏng, di chứng chấn thương, hệ sinh dục tiết niệu. Đối với các trẻ em được khám phẫu thuật lần này sẽ được Trung tâm 2 chăm sóc trẻ em khuyết tật Hà Lan tài trợ 100% chi phí mổ, hỗ trợ tiền ăn uống và đi lại. Được biết, từ năm 2009 đến nay đã có trên 500 trẻ em nghèo của tỉnh Hà Giang được hưởng chương trình phẫu thuật miễn phí từ Trung tâm 2 chăm sóc trẻ em khuyết tật Hà Lan. Với tinh thần nhân đạo cao cả, tinh thần làm việc hết mình của đội ngũ bác sĩ không những tạo điều kiện cho trẻ em người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới của Hà Giang bị dị tật, được phẫu thuật sớm để hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội, mà đây còn là cơ hội cho các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được tiếp cận, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất lịch thi chính thức Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 với thời điểm bóc túi đựng đề thi tại phòng thi buổi sáng vào lúc 7 giờ 45 phút và buổi chiều vào lúc 14 giờ 15 phút. Cụ thể,
kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2015. Thời gian thi làm bài cụ thể các môn như sau: môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý, thi tự luận với thời gian 180 phút, môn vật lý, hóa học, sinh học thi trắc nghiệm 90 phút, môn ngoại ngữ có phần viết và trắc nghiệm 90 phút. Thống nhất thời điểm bóc túi đựng đề thi tại phòng thi trên toàn quốc buổi sáng vào 7 giờ 45 phút, buổi chiều 14 giờ 15 phút. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành công văn quy định về lịch thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015 như sau. Ngày 30 tháng 6, các thí sinh làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót nếu có. Ngày 1 tháng 7, sáng thi môn toán, chiều thi môn ngoại ngữ. Ngày 2 tháng 7, sáng thi môn ngữ văn, chiều thi môn vật lý. Ngày 3 tháng 7, sáng thi môn địa lý, chiều thi môn hóa học. Ngày 4 tháng 7, sáng thi môn lịch sử, chiều thi môn sinh học. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2015, tại địa phận tổ dân phố số 8, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, do mưa to kéo dài mấy ngày vừa qua, đã làm đổ 2 cây cổ thụ, gãy một cột điện 0,4 kV. Để đảm bảo giao thông thông suốt, huyện Bắc Quang đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Nguyên nhân được xác định là do mấy ngày vừa qua trên địa bàn thị trấn Việt Quang đã có mưa to kéo dài, làm úng nước một số cây cổ thụ thối gốc, nên một cây xà cừ và một cây xoan đào tại cửa nhà các hộ dân ở tổ dân phố số 8 thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang đã bị đổ, làm gãy cột điện 0,4 kV, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 2 Hà Giang Tuyên Quang. Ngay sau khi cây đổ và cột điện bị gãy, ảnh hưởng đến giao thông và điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang đã chỉ đạo trạm dịch vụ vệ sinh môi trường và điện lực huyện phối hợp công an giao thông huyện Bắc Quang khắc phục hậu quả để đảm bảo giao thông thông suốt. Được biết cây xà cừ đã trồng nhiều năm nay, do cây bị thối gốc, lá cây nhiều, nặng cành gây ra đổ. Hiện nay trạm dịch vụ vệ sinh môi trường điện lực huyện Bắc Quang đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Vào thời điểm cây bị đổ đang là buổi sáng sớm nên rất may không ảnh hưởng đến phương tiện và người tham gia giao thông. Sau đây là tổng hợp về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ngày 22 tháng 6 do phòng PC67 Công an tỉnh Hà Giang cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày triển khai kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cân tải trọng xe, đơn vị không tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông nào. Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 7 trường hợp ô tô và 70 trường hợp mô tô vi phạm. Trong đó, lập biên bản tạm giữ phương tiện 8 trường hợp, lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe 7 trường hợp. Tổng số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước là 9 triệu 300 nghìn đồng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với công an các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm, nỗ lực làm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo người dân đi lại an toàn và thuận lợi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.